Chuyện gì vậy con? Mẹ ơi. Hả? Có chuyện rồi. Tại sao giờ này con còn chưa nhập vào xác hối vậy? Chạy đi con, chạy đi. Mẹ. Sắc hồn ngã quỷ, đừng hòng lẩn trốn. Theo ta dạy làm tí chịu thôi. Xin ngài hãy tha cho con gái của tôi. Mẹ ơi. Đây là Đinh Thị Huê, người tí. Sổ sinh tử cũng đã ghi nhận chết. Hãy theo tôi luôn. Mai Thị. Dạ. Số người tận nên thác lúc còn trẻ. Thay vì cam tâm thuận theo sinh tử, người lại trốn tránh trên dương gian, làm chuyện tài trời. Nghiệp chướng ở tiền kiếp còn chưa trả hết, nay lại tạo thêm nghiệp chướng ở kiếp này. Bẩm Diêm Vương, con bị người ta hãm hại, con chết tức chết tưởi. Chính vì vậy con không cam tâm được. Im miệng. Cái chết của ngươi cũng là nạn kiếp mà ngươi phải gánh lấy. Bởi vì ngươi đã tạo nghiệp chướng ở tiền kiếp. Thay vì theo quỷ sai vì âm ti luân hồi chuyển kiếp, ngươi lại kháng lệnh sống chất dưỡng trên trần gian, làm giống hồn gã quỷ. Do bởi trong ngươi còn thu hằn quán giận, nên dướng vào u mê của dương gian, lương ta cũng che khuất càn khôn, đảo lộn luân hồi. Ngươi biết tội ngươi chưa? Dạ. Mai Thị, nghe ta phán tội đây. Ngươi cãi lại sinh tử, dùng tà thuật làm đảo lộn luân hồi, gây tội tài trời ở dương gian. Ngươi sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, ngày ngày bị trừng phạt giam giữ 100 năm. Sau đó hồn siêu phách tán, không được đầu thai chuyển kiếp thành người. Đậu trâu mặt cửa. Dạ. Dẫn bà ta đi. Dạ. Mẹ. Đây. Con ơi. Đây. Còn Đinh Thị Huê, lúc sống gian dối lọc lừa, sống không lương thiện, phạt đại xuống tầng 5 chịu hình phạt theo luật của âm ti. Sau đó sẽ được đầu thai kiếp sau làm ăn mày, sống cuộc đời tủi nhục để trả nghiệp mà ngươi đã gây ra. Đầu trâu mặt cửa, ý lệnh. Mời quý khán giả đón xem chương trình Chuyện xưa tích cũ lúc 19:15 thứ hai thứ ba trên truyền hình Vĩnh Long 1.